Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Rồi bây giờ chào đợi lô tô đầu tiên là phần thưởng của gia chủ gửi tặng cho tất cả mọi người là một chiếu vui vẻ. Rồi chú Ba ơi, rồi chú Ba có đang được giò này hả? Rồi tất cả quý vị ơi, nhà cho mình có vé chưa ạ? Dạ chưa có vé là được không ạ? Yeah.
bị mất biển vậy. Sao vậy? Ngủ mắt chúng lắm hả?
안녕하세요. 안녕하세요. 저는 쭈리입니다. You know? 쭈리입니다. 저는 레디보이. You know? 야야, 제 chưa phải là Ladyboy. Chị là ngay để tóc dài thôi. Anh đang giao tiếp với người Hàn Quốc mà. Người Hàn Quốc ngồi dưới kìa. Hello, chào mi ta. No, anh nhớ xe ô. Wasabi là của Nhật má. Má này sao? Má này sao? Má bánh lì ghê á, trời đất ơi. Cứu bả rồi, nó ngồi ra ngoài. Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Ta. Dạ. Cái gì vậy? Diễm, xuống dưới này giao lưu đi Diễm. Đi với em à. Trời ơi. Opa, open, open your famous. Anh ấy ngại. Nó cỏ hả? You know Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Chị Tâm đâu rồi? Hả? Kero sarami goni 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 yotcha. Jingle goni 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 yotcha. Bami no na sikin goni 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 yotcha. Chan no pop ma gun me yotcha. Chỉ là một cái gì đó rất là nhỏ. Nè, Tiana, Tiana. Hai người đi lố bây giờ. Thật sự luôn, tụi em làm mắc mặt chị quá thật sự luôn á. Sao hả? Tụi mình là gọi là Loto International mà không có thể hiện được một cái khách hàng gì hết. Nói là sao? Chính là Hàn Quốc đi nè. Sao? Kim chi? Nói gọi mà. Kim bắp. Nói gọi luôn. Kim Jae Hee. Ok, cái đó là chắc là mình biết á. Kim chỉ. Kim chỉ là Việt Nam rồi, xe kỹ luôn Kim rồi. Hát một bài tiếng Hàn cái gì? Ok. Đây, hát cho. So gì đây. Rồi cảm ơn đi Tâm. Xin cảm ơn khán giả. Cảm ơn khán giả. Nhờ Xuân Tâm ra đi diễn. Hát lệ đi lỗ bây giờ. Thì bãi lỗ. Rồi xin mời chúc mừng Thúy Diễm. Chưa để chưa được. Do re mi fa son. Fa son la, tông la, tông la. Ê! Cho em tông la guitar luôn. Mẹ nói với anh. Mẹ. Mẹ rất thương.
Khóa rồi nè. Anh qua rồi, anh biết cái chìa khóa đấy đâu không? Nãy giờ đứng trước cửa đó, chìa khóa để đâu vậy? Em để chân kệ dài ngoài trước cửa. Anh vô anh lấy đồ ăn trong tủ lạnh anh ăn hết đi. Xíu đi viện em về. Anh nhớ lấy cái laptop về luôn nha. Mình chia tay rồi, em không muốn dính dáng gì tới anh hết trơn á. Chưa, cái số cá này đang vô đây, đang buồn với là mấy chị vô nhà. Rồi chị vô đây, bây giờ vô là mở cái tủ dép ra. Xong rồi mình mở cửa ra, chị mới vô nói chị ăn hết trơn đồ luôn. Rồi xong mình trả lời nè. Alo. Alo, anh nghe. Anh ăn hết đồ cho tủ lạnh rồi đó. Ồ. Bây giờ anh về nha. Anh không chờ em về hả? Thế là cuộc tình của Trúc Ly chia tay. Kể từ lúc đó, mối tình đầu tiên là kiểu thâm hành. Khoan đi, khoan. Cái này là miếng gì vậy? Miếng vui hay là miếng gì? Miếng vui hả? Miếng bi hả? Cái miếng này mày không có hiểu đâu, chỉ có tới 3 miếng với 4 quả. Cái miếng này là tao cứu bà hồi nãy bà... Chị á, ngu quá trời á. Rồi bà già này nữa, già còn lì nữa. Qua ngoài. Hồi nãy vui quá chị. Không ai trời. Má gì? Má quăng miếng nội bộ ai mà hiểu? Cái miếng này miếng nội bộ, miếng trong nhà, với gia đình ai mà hiểu? Má gì? Sao? Trời ơi, tôi con cái diễn mọi còn không hiểu nữa kìa. Đúng rồi. Đúng rồi, mấy cái nội bộ đừng có nói ra. Đúng rồi, tôi giống như mẹ tôi nè. Mẹ tôi hãy dẫn trai về nhà này, tôi có nói đâu. Anh chứ tôi nói luôn đó. Má má vô đi, má ngồi nó lâu vô hết giờ nè. Hay quá, hỗ tay cho chị Quyền. Rồi, em hết cứu chị được luôn rồi. Dạ, vì cảm ơn chị Google. Tính đã mở ra chị em bàn với nhau để mà cứu. Bàn cái kịch để mà cứu. Trời, nó mới bàn cái kịch mới chừng có 3 giây thôi quý vị. Nó vừa bàn xong qua cái nước tới nó. Cái kia trọng xét, cái quên mất tiêu mẹ chân. Anh hiểu chị ra chị qua ăn chút chi. Rồi quý vị giờ thuốc tiếp quý vị nha. Chú không nổi luôn. Anh Phan Minh Khánh. Anh Khánh. Khánh là nào? Thằng cái câu chuyện nãy đó. Thì đó, chị mà chị cũng hỏi nữa. Chị nói rồi mà chị cũng hỏi nữa. Đang cố luôn đó. Không chịu buông thì con này cứng đầu dễ sợ. Anh Khánh. Anh Khánh ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô. Con số 3, con số 3, sao gì đi mang gì, con cái gì ra, mang gì đi con.
một mình con số chín cho con số chín con số chín con số chín con bóng bị con số 5.